Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 14 bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 bị cáo gần 180 năm tù, trong đó các đối tượng bị tuyên án từ nhẹ nhất là 7 năm tù giam tới nặng nhất là 19 năm tù giam. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2018, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên hoặc là lãnh đạo của công ty xổ số miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người đề nghị hợp tác bằng cách góp vốn, sau đó cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, lấy tiền trúng số gây quỹ từ thiện. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên tới 17,9 tỷ đồng. Trong số các bị cáo, Trần Văn Linh bị truy tố với vai trò chủ mưu cầm đầu và trực tiếp dùng thủ đoạn gian dối cùng đồng phạm để thực hiện 8 vụ lừa đảo, thu lợi cho cá nhân hơn 6 tỷ đồng.